Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video hôm nay em sẽ báo giá cho các bác lô đầu băng cối mới về. Hôm nay thì về thì cũng không được nhiều đâu. Tuy nhiên thì cái hàng bên em tuyển chọn toàn những cái con rất là đẹp và cái chất lượng hợp lý với cái tầm tiền. Đấy, em xin lên sóng để cho các bác có sự cân nhắc và lựa chọn. Mọi nhu cầu mua sắm thì mời các bác hãy alo cho em theo số điện thoại quen thuộc 098 358 6968. Sau đặt trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Các bác nào gọi số hotline nhiều khi bận không nghe được thì các bác vui lòng để lại tin nhắn thì em sẽ gọi lại cho các bác. Mở đầu video clip này sẽ là hai con máy Akai, vâng, rất là ngon bổ rẻ. Hai con này đều là 4440D các bác nhé. Đấy, đều là 4440D. Tuy nhiên thì các bác nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy có cái sự khác biệt giữa hai cái model này. Đấy. Bên này là Akai GX4440D, còn bên này là Akai 4440D trơn. Thì sở dĩ hai con này nó có cái sự khác biệt là vì sao? Chúng ta sẽ nhận ra ngay. GX đấy là viết tắt của cái dòng đầu từ thủy tinh đấy, còn trơn là đầu từ sắt đấy. Các bác hoàn toàn có thể là lựa chọn cho mình. Các bác nào thích từ sắt thì các bác chơi từ sắt, và các bác nào thích đầu từ thủy tinh thì các bác chơi đầu từ thủy tinh. Hai con này thì bên em đấu mạng về đẹp xuất sắc luôn, có thể nói là mặt mũi nó sáng đẹp như vừa sản xuất luôn. Và hai con này nếu mà tháo nội thất ra cho các bác xem thì các bác phải giật mình về độ mới của nó. Nó mới cứng cựa luôn. Một cái cỗ máy 50 năm tuổi đời rồi, nếu mà mở ra thì các bác sẽ giật mình về độ mới. Đấy. Các bác nào cần ảnh chi tiết bên trong em đã có, em sẽ chụp em gửi cho các bác. Đây em quay con 4440D trước. Con này là sử dụng từ sắt các bác nhé. Đấy, thiết kế rất là đẹp với cái mặt của nó màu hanh hanh màu xanh. Đấy, các cái chi tiết này. Đấy, sáng đẹp như mới luôn. Đây phần bánh tì này. Vẫn còn long lanh bảy sắc cầu vòng, cái trục cua ly này này. Đấy, rất ít chạy này, sáng choang, tất cả các chi tiết sáng choang luôn. Đấy, từ còn rất mới, em này thì từ chưa xài luôn. Đấy, model là 440D. Thì đây chúng ta sẽ có 3 cái volume, 6 cái volume được bố trí thẳng hàng nhau. Cái này là chuyển đổi tốc độ nhanh và chậm. Cái này là volume dành cho đường mic. Cái này là dành volume dành cho đường line. Và cái này là volume tập. Các bác thấy không ạ, những cái họa tiết volume với cái sắt xì, với những cái đường cắt kim cương rất là sắc nét, và còn những cái họa tiết vân chải tia rất đẹp. Hai cụm đồng hồ vu đây, mặt mũi không chảy xước luôn. Tiếp theo quay sang con GX4440D cũng đẹp không kém. Cũng đẹp không kém nhá, nó sẽ trang trí khác cái con kia đi một chút. Nhưng nhìn sâu vào những cái chi tiết này, các bác thấy không ạ, máy nó rất mới. Đấy, đẹp và nõn nà. Đấy, nó đẹp và nõn nà luôn. Các bác xem nét căng. Đấy, và phân tích một chút để cho các bác lựa chọn nhé. Từ thủy tinh và từ sắt thì nó đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Đấy, em sẽ nói cái thế mạnh của cái từ thủy tinh thì nó là chống mòn. Đấy, nó không mòn. Đấy, nó vĩnh cửu. Đấy, chống mòn. Đấy, nó sẽ không bị hao mòn theo thời gian. Đấy, nó ưu điểm của từ thủy tinh. Còn cái từ sắt thì ưu điểm của nó là tiếng nó sáng, đấy, nó rõ, nó nét và nó chi tiết. Đấy. Và nó rất là mộc, tiếng nó rất là dày. Đấy, chính vì thế mà các bác cân nhắc lựa chọn đấy. Cái từ nào thì hãng sản xuất ra nó cũng có thế mạnh và nó có cái điểm hay. Đấy, nếu như các bác chơi một con máy, các bác chỉ tính như là chơi một con máy khoảng 2, 3 năm, 3, 4 năm các bác đổi, thì các bác hoàn toàn có thể là lựa chọn cái từ sắt. Đấy, để cho cái chất âm nó hay, nó dày dặn, nó ấm áp. Còn các bác chơi một con máy xác định này, các bác phải chơi mãi, chơi 5, 7 năm, 10 năm thì các bác cứ chơi từ thủy tinh cho nó bền. Còn lại nếu các bác chơi từ sắt một thời gian các bác đổi, các bác không phải lăn tăn đến cái chuyện hỏng đầu từ, mòn đầu từ. Đấy, bởi vì một cỗ máy này mấy chục năm rồi nó còn chưa hỏng, nói gì đến cái chuyện vài ba năm chúng ta dùng ở Việt Nam. Đấy. Cho nên là nhiều bác là cứ sợ cái đầu từ sắt nó nhanh hỏng. Tuy nhiên bên em bán từ mới căng luôn. Đây hai con này thì là nguyên một hộp gỗ như này. Đấy, rất đẹp. Đấy, đặt nguyên ở trong một cái hộp gỗ như này. Đấy, cái thiết kế của nó đây. Đây hộp gỗ đây. Đấy. Hai em hoa hậu. Hai em này thì đồng giá là 8,8 triệu nhé. Các bác lựa chọn con nào cũng được. Đây, trông như hai anh em song sinh luôn. Mặt sau thì không khác gì. Đấy.
mặt sau thì không khác gì nhau luôn các bạn, y chang 8,8 triệu cho một em Makai 4440D. Các bác có nhu cầu alo cho. Quay sang bên này thì có ba em Tech nữa, có ba em Tech thì một em Tech là 6010, một em Tech là 7030MK4 và một em Tech là 2003. Đấy, quay hai em này trước cho các bác. Hai con này thì cái thiết kế của nó là hao hao giống nhau các bác nhé. Đấy, 6010 chạy bằng 5/3 bằng 5/7. Đấy, 4 check auto reverse 2 chiều. Đấy, còn 7030MK4 thì chạy bằng 5/7 bằng 10 inch và chơi 1 chiều, chơi cả bằng 2 check và bằng 4 check. Đấy, hai máy này thì rất là đẹp. Đấy, 6010 thì nó hoa hậu hơn một chút. 6010 thì hoa hậu, nét căng và đẹp không tì vết. Khả năng bởi vì cái tuổi đời nó mới hơn là 7030 kia. 7030 kia thì sâu tuổi hơn cho nên là trông nó sẽ có cái sự già dặn hơn nhất định. Đấy, quay cho các bác xem nhé. 6010 này. Đấy. Với cái mặt nhôm phay màu trắng này, các cái chi tiết đẹp như mới luôn. Đấy, nét căng. Con này thì hoa hậu các bác có thể đi thi đấu được. Các cái chi tiết bánh tì này, trục còn rất mới. Đấy. À, dòng 6010 này thì tiếng rất hay. Đấy. Tiếng rất hay là không thua kém thì dòng 7010 hay dòng 7030. Tuy nhiên thì nó chạy cái băng nhỏ thôi, chạy băng 7 thôi. Các bác nào không quan trọng băng 7 hoặc băng 10 thì chúng ta chơi 6010 sẽ cho chất âm rất hay và cái tiết kiệm được cái chi phí. Này, con này thì hoa hậu rồi. Này, vỏ gỗ rất đẹp ở mặt mũi này. Gần như là không có một cái vết gì. Đấy, mặt của nó mặt nhôm phay màu trắng và có những cái đường vân ngang nổi khối. Model này 6010 đây. Cái cụm đầu từ này, hàm từ này có thể tháo rời ra. Đấy, mới keng luôn, nhưng trong clip này em không có cầm cái đồ để em tháo đây cho các bác xem. Hai cụm đồng hồ vu này và những cái phím volume này mới như chưa sử dụng luôn. 6010 em chưa gặp con nào mới như này đâu các bác nhé. Đấy, quay nội thất cho các bác xem luôn. 6010 thì bản này thì chạy đa cầu điện các bác nhé. Đấy, đang để 220. Đấy, bản này thì chạy đa cầu điện luôn. Đấy, hình thức này đẹp lõn là. Đấy, sắt xi 7 màu, động cơ là 3 motor. Đấy, rất là nhiều những cái linh kiện rơ nè ở đây. Tiếng của nó dày, nó mập, rất hay, đặc biệt là chơi nhạc vàng. Hết thuốc, con này thì 14 triệu rưỡi. Đấy, các bác quan tâm alo cho em. Sang một em này thì em này là đẳng cấp rồi. Tech A7030, 7030 MK4. Model MK4 này thì thực sự là rất hiếm. 7030 trơn ở G thì gặp nhiều, nhưng mà MK4 thì rất ít gặp. Đấy, MK4 rất ít gặp. Này, với thiết kế là mặt mũi của nó đây. Mặt nhôm phay thì màu trắng, rất đẹp. Đấy, có những cái đường vân ngang nổi khối. Model là 7030 MK4 đây. Đấy, các cái chi tiết còn rất là sáng và đẹp. Đấy. Con này thì chơi cả băng 2 check và 4 check, đặc biệt là nó thu 2 check chuyên sâu cho chất lượng âm thanh rất tốt. Đấy, dòng MK4 thì tiếng cực kỳ là hay. Đấy, toàn bộ máy thì được đặt trong cái hộp gỗ này. Đấy, và cái hộp gỗ của nó này trông cái vân gỗ lim rất khỏe và chắc chắn. Đấy, rất khỏe và chắc chắn. 7030 MK4. Con này có giá 24 triệu. Đấy, có húp zin. Đấy. Đấy, tặng kèm cái húp zin theo máy. Nội thất đây các bác xem. Nội thất của 7030 thì phải nói rằng khủng long rồi. Con này thì phần cơ và phần âm sắc được tách biệt làm hai vế. Đấy, nội thất này sắt xì 7 màu vàng ươm và mới đẹp và sáng choang không tì vết luôn. À, 24 triệu cho em 7030 MK4. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy, các bác nào cần hình ảnh chi tiết thì em sẽ chụp cho các bác. À, và đây một em này đây. Em xin phép sẽ bê máy xuống để quay cho các bác. Em này với là một em thực sự đáng chơi. Đấy, về em nào thì hết em đấy. Và nhiều bác không biết thì cứ bảo em quay đi quay lại. Nhưng mà riêng cái dòng này thì bên em mà có một cả lô xích sông kìa. Đăng em nào bán em đấy. Và tí nữa thì các bác xem cái số series giúp em. Đấy, con này là Tech A7-2003. Đấy, một cái model ngon bổi rẻ. Đấy, model đây 2003 và em đã tháo ra cho các bác xem cái phần hàm từ. Đấy, nó đẹp như mới này. Đấy, còn nguyên cả những cái tem nghiêm phong. 2003 thì chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch. Đấy, 4 check 1 chiều.
và nội thất rất mới. Đây, sắt C7 màu, hai ma gỗ hai bên sang trọng. Đấy, cái động cơ của 2003 này nó còn hơn cái động cơ của Akai này nhiều. Tuy nhiên cái giá nó rất rẻ, con này 3 motor cơ. Cho nên chạy thì rất là ổn định, các bác yên tâm. Nó êm ái. Đấy. Còn Akai chỉ có một motor thôi. Tuy nhiên con này giá lại rẻ hơn. Rẻ hơn bởi vì là cái thương hiệu. Các bác mua là phụ thuộc cái thương hiệu nhiều. Đối với con 2003 này thì đây. Nha, nội thất đây, mới cứng cựa. Nguồn vàng. Rồi động cơ 3 motor của Tech y chang như là 4003 hay 6003. Y chang như con sóng 6000 mấy con kia. Đấy. 3 motor sắt C7 màu luôn. Và toàn bộ mạch nữa, cái phần dưới em đã vừa quay cho bác xem. Đây, những cái cắm rút này còn rất là mới. Đấy, 2003 con này là cái số series của nó là 17223. Đấy. Em sẽ quay lại và quay chính xác cho bác, đọc chính xác cho bác cái số series của em này. Đấy, về em nào thì hết ngay em đấy, không phải nói nhiều. Đây, con này nó số series là 11223. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? 11223 các bác nhé. Các bác quan tâm em Tech này thì là 7,5 triệu, mời các bác alo cho em. 7,5 triệu. Hai em Akai này. Hai em Akai này thì 8,8 triệu một em. Em 7030 mk 4 thì là 24 triệu. Còn em 6010 hoa hậu 14,5 triệu. Đấy. Các bác quan tâm sản phẩm nào thì mời hãy cứ nhấc máy và alo cho em. Cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.